Lại một ngày trôi qua, mùng năm ba nghỉ Tết âm của ta. Tủ của trông ra miếng khẽ A Di Đà. Đời nhà là phóng ba, trường nơi xa, liệu có hay lòng ta nhớ nắng nhớ sương nhớ đường em nhớ trường. Vì toàn trường bay 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 bay, cuộc phải xây online. Mỗi sớm mai cả lớp ngắm nhau thở dài. Cô giống thấy ai si em trong em vì chỉ thấy vây chẳng ai biết cô nói gì. Ngồi vào bàn ăn chán hơi nhăn, em nhớ miếng thịt thằn. Cô bún măng đầu ngõ vẫn ăn hôm rằm. Liên tiếp năm hôm em đã ăn mì tôm. Mai bỏ đi 7 phần nước 3 phần mì. Vườn vải đặt nó xuống gối, dẫu có nghỉ dịch cũng quyết chẳng buông xuôi. 10 giờ quyết tâm đi một ta phải thay đổi. Sáng mai dậy sớm sẽ rời nơi nhà xa xôi. Mà thế bên lúc 4 AM, tiếng Netflix vẫn vang lên. Xin cho cái chiếc người chưa từng lấy em cười. Em đã buồn anh nghe. 1 giờ dậy ăn trưa rồi say xưa, chầm mắt thêm chầm nữa. 7 giờ thức giấc, giờ sách ra ôn tập. Mà vào làm trận liên quân thì dậy hơi đơ, cần dán các loại cơ. Chéo út ba là ta lại đến 4 giờ. Ngày thì 12 tiếng sleeping, đêm chấu hoa đồng kính. Sống giữa đêm cứ như có công hiến hình. Tuổi cháu 20, tên cháu Phạm Hải Ninh. Xin cách ly chờ cháu sớm giúp gia đình. Cần đón cho đỡ heo mòn. Trong gió lạnh không có ai ở cạnh. Và đừng khóc vì bạn vẫn luôn còn. Sự đói nghèo mơ với một đồng hành. Liệu rằng ngày mai 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 khi chúng ta offline, câu hỏi ai hải tá có quen không vậy? Ca nhiễm vẫn hay em vẫn wanna cry. Biết đến bao giờ ta có thể gặp lại? Họ vượt qua dù phải trải qua bao nhiêu phong ba tình nhưng nhân viên tuyệt vời chúng ta vẫn đây. Chúng ta vẫn cao vươn xa vượt xa kỷ lục quốc gia trên cơn đỉnh đầu của ASEAN. Năm sau phát triển dầu ăn dầu pha và vươn lên tàu của Hoa. Hú hú, everybody say hú. Sau đây là chuyện mình mới bế cả năm nào cứu vào hú hú. Ta chỉ còn là chú và kết thúc lên bây giờ là lễ khai giảng năm học mới. Rồi bật đèn lên. Đèn hai bên kiểu trộn ngược à. Ui, chúng ta phải không?